loạn chiến dị thế chi triệu hoán quần hùng giới thiệu vắng tắt. Hoa hạ huy hoàng, từ xưa bao nhiêu nhân kiệt. Sát thần bạch khởi. Quân thần lý tỉnh. Bá vương hạng vũ. Thiên vương nhiễm mẫn. Tây phủ triệu vương lý nguyên bá. Thiên sinh chiến thần lý tồn hiếu. Lại nhìn quần hùng hoa hạ ta hoành chiến dị thế nhân kiệt. Chương 1 Thế giới mới Bạn đang nghe tại truyện chấm audio thiên khải đại lục, thế bản hoang mang, bách quốc hỗn chiến, các tộc tranh bá. Thần vũ đại đế, một đời thiên kiêu, khai sáng đại vũ đế triều. Quét ngang chư quốc, cự đông di, phạt tây nhung, thảo nam mang, trục bắc địch. Từ đó, thiên hạ nhất thống, chư tộc thần phục. Nhưng ngàn năm thời gian, vật đổi sao dời, mạc đại vũ đế xa hoa dâm dật, ngu ngốc vô năng, thân tiểu nhân, viễn hiền thần, hoành chinh bạo liễm, bảo thủ. Dưới đó, văn võ Bách Khanh lấy quyền mưu tư, ăn hối lộ trái pháp luật, coi mạng người như cỏ rác, hại nước hại dân, ức hiếp bách tính. Thiên niên đế triều, cuối cùng một triều thành không. 400 năm sau, chư hầu hỗn chiến, vương triều, hoàng triều liên tiếp, một bên hát sông, một bên lên sân khấu, vô số nhân kiệt vào giờ phút này cao hứng, diễn dịch ra truyền kỳ thuộc về mình. Cuối cùng đến 300 năm trước, đại cục thiên hạ cứ như vậy dừng lại, bảy đại hoàng triều cùng lập, tuy có khác biệt mạnh yếu, nhưng không có khả năng thôn tính lẫn nhau. Trong đó, còn có một bộ phận vương triều đứng sừng sững ở chỗ giao giới giữa các hoàng triều, để giảm sóc. Từ đó về sau, các quốc gia mặc dù ngẫu nhiên có giao chiến, nhưng đại khái vẫn ở vào trạng thái hòa bình. Các vương triều tuy có biến động, nhưng trong 300 năm, bảy đại hoàng triều thủy chung sừng sững không ngã. Thiên Khải Đại Lục, Đại Thương Hoàng Triều, Vũ Đô Quận, Trấn Đông Thành. Trấn Đông Thành, là trọng địa phía đông bắc đại thương hoàng triều, do trấn Đông Tướng Quân phủ đời đời trấn thủ. Trong 300 năm, trấn Đông Tướng Quân Vương thị trường thịnh bất suy chiếm cứ nơi này, sớm đã đem nó hình thành đất phong tồn tại. Thậm chí, không chỉ là trấn Đông thành, mà ngay cả toàn bộ vũ đô quận đều là như thế. Trấn Đông, trấn Tây, trấn Bắc, trấn Nam bốn trấn tướng quân, lúc ban đầu là huynh đệ kết nghĩa của đại thương thái tổ hoàng đế, theo thái tổ hoàng đế chinh chiến tứ phương, lập được chiến công hiển hách. Đại thương nhất triều, nửa giang sơn tức là vì công lao của tứ đại tướng quân. Đại thương thành lập, thái tổ hoàng đế niệm công tứ tướng, phong chức công tước, cũng lệnh đời đời trấn thủ tứ phương hoàng triều, vì hoàng triều đại thương trấn thủ tứ phương môn hộ. Trong 300 năm, bốn trấn tướng quân tức là một nhóm thực quyền phái đứng đầu nhất trong quân đội đại thương hoàng đế. Trấn đông tướng quân phủ, bên trong xa hoa rộng lớn càng xen lẫn nhẹ nhẹ thượng võ chi khí phủ này chiếm diện tích mấy trăm mẫu, tường cao hàng rào, có thể nói là thành trong thành, trong đó, trong phủ cơ hồ có một phần ba địa giới đều là bị diễn võ trường chiếm giữ. Tứ trấn tướng quân có thể đem quyền thế kéo dài 300 năm kéo dài không suy, cùng với đời đời nhân tài không dứt có quan hệ cực lớn. Đặc biệt là đối với người thừa kế, càng là yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc, từ nhỏ muốn đích thân ra chiến trường, rèn luyện năng lực của mình. Lúc này, trong một đình viện của trấn đông tướng quân phủ, một thiếu niên 15-16 tuổi sững sờ ngồi trên một cái đôn đá trong sân, ánh mắt có chút mơ hồ. Ta cư nhiên xuyên qua rồi. Trong lòng Vương Tử Kiệt đang điên cuồng hò hét, loại kịch bản chỉ tồn tại trong tiểu thuyết này sao lại xuất hiện trên người hắn? Thiên Khải Đại Lục. Trấn Đông Tướng quân trưởng tử. Đại thương thập đại thiên kiêu. Một bên tiêu hóa ký ức đột nhiên truyền đến trong đầu, Vương Tử Kiệt không khỏi bắt đầu thì thào lẩm bẩm trong hai mắt khi thì hoang mang, khi thì hưng phấn, khi lại xen lẫn một tia u sầu. Lúc này thiếu niên, chủ ý thức đã dần dần bị địa cầu hiện đại thanh niên thay thế. Thì ra, Vương Tử Kiệt vốn là một sinh viên đại học giàu có trên trái đất, cuối tuần đi ra ngoài muốn làm thêm thể nghiệm cuộc sống, mới vừa ra khỏi cổng trường liền phát hiện giữa đường cái có một cậu bé 5-6 tuổi, lo lắng cậu bé này xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Vương Tử Kiệt không chút nghĩ ngợi, liền muốn tiến lên đưa cậu bé này đến nơi an toàn chỉ là vương tử kiệt vừa mới chạy tới đứa bé trai một chiếc xe hơi cũng theo đó mà đến vương tử kiệt ở một khắc cuối cùng tuy rằng đem tiểu nam hài đẩy qua một bên nhưng chính hắn lại bi kịch vốn cho rằng mình đến âm tàu địa phủ lại thật không ngờ lại xuyên qua chỉ là xuyên qua cũng liền xuyên qua đi vốn tưởng rằng có thể xuyên qua đến thời niên thiếu bằng vào tiên tri chưa biết làm giàu từ phú nhị đại thăng cấp phú nhất đại cũng từng nghĩ tới xuyên qua đến huyền huyển thế giới nhân vật chính hào quang thăng cấp luyện công chứng đạo đại đế độc đoán vạn cổ sông dài chỉ là thiên khải đại lục này là thứ gì hắn chưa từng nghe qua cũng may trải qua cả ngày thời gian triệt để hấp thu nguyên chủ ký ức về sau vương tử kiệt cuối cùng là triệt để làm rõ thân phận thân thể này của mình nếu như nói trước đó vương tử kiệt còn có một tia rời đi cố sĩ xuyên qua đến một thế giới mới hoang mang cùng không biết làm sao giờ khắc này trong lòng vương tử kiệt chỉ còn lại kích động không có hắn cái nhân này của thân thể nguyên chủ nhân thỏa đáng chính là một vị nhân sinh người thắng trên gia thế nguyên thân thể chủ nhân họ vương tên vũ chính là trấn đông tướng quân vương thường trưởng tử sau vương vũ vương thường còn có vương tín và vương vũ nhị tử hôm nay vương tín bất quá 7 tuổi vương vũ càng là vừa mới sinh ra đối với vương vũ còn chưa nói tới uy hiếp gì ngoài ra khác với mẹ của vương tín và vương võ xuất thân từ các thế gia khác của đại thương mẹ của vương vũ xuất thân từ hoàng thất là em gái ruột của thương đế đương kim hoàng triều đại thương lại nói vương vũ cũng rất kỳ quái cái này đại thương hoàng triều hoặc là nói trên thiên khải đại lục cưới công chúa sau lại còn có thể tái cưới người khác tứ đại trấn quốc tướng quân Trấn Đông cùng Trấn Bắc tướng quân nhiều cùng hoàng thất liên hôn, như Trấn Đông tướng quân phủ, cơ hồ cách mỗi một đời, UU đọc sách www.ukansu.net liền muốn cùng hoàng thất liên hôn. Mà Trấn Tây cùng Trấn Nam tướng quân thì là lẫn nhau thông gia, cùng tiến cùng lùi, dùng cái này để bảo vệ quyền thế cùng địa vị của mình. Hơn nữa, vị vương vũ này không chỉ có gia thế vượt qua thử thách, tố chất của người này cũng không thể chê. Mười tuổi cũng đã theo phụ vương thường tiến vào quân doanh, sau đó, càng là bắt đầu dần dần chân chính chinh chiến xa trường. Mà 10 tuổi cái tuổi này, mặc dù là bị yêu cầu có chút nghiêm khắc tứ trấn tướng quân người thừa kế cũng rất ít người có thể làm được, phần lớn đều là 12-13 tuổi mới bắt đầu tiến vào quân doanh. Tuổi tuy nhỏ, nhưng cũng lập được quân công không nhỏ. Đương nhiên, vương thường sở dĩ dám để cho vương vũ như vậy tiểu tiện lên chiến trường, tự nhiên chính là ở bên người an bài đầy đủ phòng vệ, Bảo đảm sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Đến lúc 13 tuổi, vương vũ ở trên tu vi võ đạo đột phá đến cảnh giới nhất lưu, bởi vậy, liền vào trong 10 đại thiên kiêu của đại thương, ở trong toàn bộ đại thương đều sông xuống thanh danh không nhỏ. Lại nói thế giới này, tuy rằng thế giới này cũng không có tiên thần quỷ quái, vẹn vẹn chỉ là một người thường thế giới. Bất quá, ở trong trí nhớ của vương vũ, thế giới này lại là văn đạo phùng vinh, chư gia học thuyết thịnh hành võ đạo hưng thịnh các loại cường giả thịnh ra không tần đương nhiên thế giới này mặc dù có chút cao võ ý tứ hàm xúc nhưng cũng không có một người đồ thành phi thiên độn địa loại cảnh giới này tổng thể mà nói võ giả cường đại hơn nữa ở trước mặt quân đội đều phải ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ không cách nào cùng cả quân đội địch nổi cũng chính bởi vì như thế bảy đại hoàng triều mới nắm giữ thế giới này cao nhất quyền thống trị thời gian mấy trăm năm dưới đó những cái kia các nhà học thuyết giang hồ lưu phái cũng phải ở triều đình quy tắc bên trong hành sự, nếu là không phục, trấn sát chính là. Thậm chí, giống như Trung Quốc cổ đại học nhi ưu tác sĩ, những học sinh các học thuyết kia sau khi học thành phần lớn lựa chọn hợp tác với triều đình các quốc gia. Mà một số võ giả, cũng có nhiều người gia nhập quân đội các quốc gia. Chương 02 Ta có treo Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Công tử, tướng quân và phu nhân đến rồi ngoài cửa một giọng nói hùng hồn vang lên đây là một trong những hộ vệ của hắn ở minh diện vương cổ hơn nữa đây cũng là một trong những thân tín bên cạnh hắn giống trấn đông tướng quân phủ như vậy tự khai triều liền đã tồn tại hào môn vọng tộc con cháu dòng chính đặc biệt là người thừa kế tâm phúc phần lớn là từ tiểu tiện bắt đầu bồi dưỡng mà vương vũ tuy rằng còn chưa được chính thức xác lập làm trấn đông tướng quân đời sau võ đô vương thị tộc trưởng nhưng lại không có bất kỳ người nào cảm thấy sẽ có khả năng khác so sánh với hai đệ đệ ưu thế của vương vũ thật sự là quá lớn vũ nhi theo lời nói vang lên một thân trường bào theo viền xanh mặt trắng như ngọc lông mày đen như kiếm trung niên nhân râu đẹp ba tất sải bước mà đến vương thường phụ thân của vương vũ cũng là trấn đông tướng quân thế hệ này cùng vương vũ bất đồng phụ thân vương thường võ đạo thiên tư quả thực là không có gì hay để nói, cho dù là dựa lưng vào trấn đông tướng quân phủ tài nguyên khổng lồ như thế, đến nay cũng bất quá trình độ nhất lưu mà thôi. Nói cách khác, vương thường ngay cả vương vũ mới 15 tuổi cũng đánh không lại. Nhưng vương thường lại là nho soái nổi danh của vương triều đại thương. Thành vũ đô nằm ở phía đông bắc đại thương, ngoài trừ chủ động giải quyết uy hiếp phía đông, cũng có thể sẽ gặp phải sự xâm nhập của những người thảo nguyên phía bắc nhưng có vương thường ở đây nơi này thủy chung vững như thái sơn bên cạnh vương thường là mẫu thân của vương vũ trưởng công chúa hoàng triều đại thương hoàng phủ vũ vi chỉ thấy yên la sa màu vàng trên người dùng tơ vàng ngũ sắc theo phượng hoàng ngũ sắc ánh mặt trời bái nguyệt bay vút phía dưới buộc váy đuôi phượng đoàn điệp bách hoa màu vàng phong kế vụ tấn tà cài một chữ xếp thành trăm long phượng hài nhi bái kiến phụ thân mẫu thân tạm thời vứt bỏ ý nghĩ trong đầu vương vũ đứng dậy nghênh đón nghe nói vũ nhi thành công phá cảnh vi phụ thật là vui mừng nói xong trên mặt vương thường lộ ra ý cười không ngừng vương vũ không chỉ kế thừa thiên phú thống binh của vương thường mà còn có thiên phú võ đạo mà vương thường vẫn luôn cảm thấy tiếc nuối điều này làm sao có thể khiến vương thường không kiêu ngạo lần này đột phá cũng bất quá cơ duyên xảo hợp mà thôi nếu không sợ vẫn cần một năm chi công mới có thể vương vũ trong lòng xác thực đối với lần đột phá này không có may mắn ngược lại trong lòng ẩn giấu chính là vô hạn may mắn nếu không phải lần đột phá này của nguyên chủ nhân của cổ thân thể này chỉ sợ vương tử kiệt cũng coi như không thành vương vũ nguyên lai vương vũ kỳ thật khoảng cách đột phá vẫn là có chút miễn cưỡng bất quá người này lại ngẫu nhiên được một viên đang dược có thể trợ giúp hắn đột phá kết quả trong lúc đột phá xảy ra một ít ngoài ý muốn cuối cùng tuy rằng thành công đột phá nhưng cho vương tử Kiệt thừa dịp hư mà vào. Bởi vậy, hiện giờ Vương Vũ đã thành công từ hậu thiên đột phá tới tiên thiên. 15 tuổi đã đạt tới tiên thiên, cho dù là đặt ở trong toàn bộ Thiên Khải đại lục cũng tuyệt đối là có thể đến được trên đầu ngón tay. Trong Thiên Khải đại lục, võ đạo phân ra nội công và ngoại công. Võ giả giang hồ phần lớn đều đi theo con đường nội công, mà kiện nhi trong quân ngoại công vi trọng. Đương nhiên, còn có không ít chính là trong ngoài đều tu đặc biệt là danh môn hào tộc như bọn họ tập công pháp đều có tác dụng trong ngoại đều tu chỉ bất quá một ít trọng điểm trong đó có chỗ bất đồng mà thôi trong đó ngoại công có thể chia làm tam lưu nhị lưu nhất lưu siêu nhất lưu thiên cấp cùng với thần tướng cao nhất lục cấp mà nội công nếu là tỉ mỉ một chút cũng có thể chia làm sáu cấp nhưng nếu là thô sơ một chút thì có thể chia làm bốn cấp phân biệt là hậu thiên tiên thiên tông sư thiên nhân tứ cấp, mà hậu thiên lại có thể chia làm tam lưu, nhị lưu cùng với nhất lưu. Bởi vậy, từ mấy cảnh giới này mà xem, nội công cùng ngoại công cũng không có ai hơn ai kém chi phân, chỉ là nội công võ giả cùng ngoại công võ giả am hiểu chỗ khác nhau mà thôi. Vũ Nhi, bây giờ ngươi đã 15 tuổi, cũng nên khởi hành đi kinh đô lúc này, thanh âm của mẫu thân vương Vũ lại đột nhiên vang lên. Nghe được hai chữ này, một đoạn ký ức lúc trước cũng không coi trọng lại đột nhiên tràn vào trong đầu vương vũ. Đại thương học viện, nơi này vì đại thương hoàng triệu bội dưỡng ra vô số nhân tài, đại thương quân thần sở Tây Chiêu hiện giờ chính là xuất thân từ đại thương thư viện. Đồng thời, nơi này cũng là nơi vô số bình dân tha thiết ước mơ muốn tiến vào. Chỉ cần tiến vào nơi này, đối với bọn họ mà nói, liền không thua gì đã thông đi thông một giai cấp khác giấy thông hành. Đương nhiên, nơi này càng là hoàng thất đệ tử. Đại thương các thế gia đệ tử đều phải có kinh nghiệm, đặc biệt là các thế gia vọng môn hào tộc đích hệ đệ tử. Học viện này, ngoài trừ dạy các loại chân bản sự ra, chính là ở trong thời gian mấy năm này vì những đại gia đệ tử này tuyên dương tư tưởng trung quân. Mà những con cháu hoàng thất kia, đặc biệt là mấy đứa con trai của thương đế, nơi này chính là địa phương trọng yếu để bọn họ lôi kéo nhân tài khắp nơi, thành lập tổ chức. Vương Vũ bây giờ đã 15 tuổi, tính toán thời gian cũng xác định đến đi trước đại thương thư viện thời điểm. Không sai, Vũ Nhi, vừa vặn, ngươi cũng có thể đi gặp bạch công chi nữ. Đợi ngươi học xong, hôn sự của ngươi cũng là thời điểm nên làm. Quả thật là người thắng cuộc. Vương Vũ thầm nghĩ trong lòng. Vương thường trong miệng cái gọi là con gái của Bạch Công, u u đọc sách họ Bạch Nhược Lan, phụ thân là lễ bộ thượng thư đại thương Hoàng Triều, đồng thời, Bạch Nhược Lan càng là một trong những mỹ nữ nổi danh ở Kinh Đô mà cái này bạch nhược lan chính là bộ thân thể này nguyên bản chủ nhân vị hôn thê bất quá hiện tại những thứ này hình như đều tiện nghi cho hắn thiên khải đại lục mặc dù ở vương vũ trong trí nhớ rất nhiều địa phương đều cùng trung quốc cổ đại có chỗ giống nhau nhưng ở cũng có rất nhiều cùng địa phương bất đồng cũng tỉ như tại thiên khải đại lục nữ tử liền có thể gia nhập vào trong học viện học tập thậm chí cũng từng có nữ tử làm quan hoặc tòng quân chẳng qua nhân số rất ít mà thôi. Sau bảy đại hoàng triều, đại vũ hoàng triều được lập bởi hậu nhân thần vũ đế triều đại vũ đế. Mà sau đại vũ hoàng triều, em gái võ hoàng vũ băng nhi chính là một vị nữ tướng quân nổi danh, có thể nói là điển hình của cân quắc bất nhượng tu mi. Toàn bằng phụ thân làm chủ, tuy rằng trong lòng đẹp ha hả, nhưng bề ngoại lại vẫn là một bộ dáng bình thản. Đã như vậy, vậy qua tháng 3, qua tháng 3 ngươi liền xuất phát tháng ba qua đi hơn nửa đường xá cần thiết thời gian đợi đến vương vũ đến kinh đô về sau cũng kém không nhiều lắm đến tháng tám mà đầu tháng chín chính là thời gian đại thương học viện khai giảng thời gian này cũng coi như là vừa vặn cuộc sống tốt đẹp đang sải bước mà đến đến khi cha mẹ rời đi vương vũ không khỏi phát ra một tiếng cảm tháng lấy hắn hiện tại thân phận này coi như là đời này lại không cố gắng cũng đầy đủ không lo ăn uống thậm chí là hoành hành ngang ngược không người dám chọc về sau liền thành thật ngồi một cái thiếu tướng quân không có việc gì thời điểm cũng nhiều học một chút bản lĩnh bảo trụ vị trí của mình thuận tiện ăn ngon uống cây còn có xinh đẹp vị hôn thê cuộc sống cũng không tệ đinh tranh bá triệu hoán hệ thống chương không ba tranh bá triệu hoán hệ thống bạn đang nghe tại truyện chấm audio phu nhân vũ nhi lần này đột phá sau Ngược lại là thay đổi không ít, đi ra vương vũ đình viện, vương thường giống như có điều suy nghĩ nghĩ đến. Đường đường là trấn đông tướng quân, nhò xoái nổi tiếng thiên hạ, đối với biến hóa của con trai mình, sao có thể không hề phát hiện. Vũ nhi trên người ngược lại là thiếu đi vài phần ngạo khí, bất quá, đây cũng là một chuyện tốt, phu quân trận gì suy nghĩ nhiều. Vương vũ trước đây thiếu niên thành danh, trên người khó cảm thấy có vài phần ngạo khí, đây coi như là bệnh chung trên người những thiếu niên ưu tú này hôm nay hoàng phủ vũ vi lại phát hiện ngạo khí trên người con trai vương vũ của mình đã hết không chỉ không có hoài nghi cái gì ngược lại còn có thêm vài phần cao hứng đối với việc này vương thường cũng chỉ gật gật đầu đồng ý mà cũng không nói thêm gì thế giới này cũng không có cái gì đoạt xá sống lại nói chuyện nhiều lắm xem như một cái tương đối cường đại điểm phàm nhân thế giới bởi vậy vương thường tự nhiên sẽ không có quá nhiều liên tưởng lại càng không nghĩ đến nhi tử của mình lúc này đã đổi thành một người khác. Đinh Tranh Bá triệu hoán hệ thống chính đang cố định, kiểm tra đo lường được ký chủ cũng không hùng tâm tráng chí, cưỡng chế cố định, tiến độ 10%. 20%. 30%. Mà lúc này Vương Vũ lại không biết cha mẹ hắn ở ngoài đình viện nói chuyện, chợt nghe được một tiếng như vậy, Vương Vũ lúc này trong lòng cả kinh. Quả nhiên a, à, có mấy người xuyên việt là không có treo chỉ là tranh bá triệu hoán hệ thống vừa nghe cái này treo tên liền rõ ràng là để cho hắn đi tạo phản vương vũ cảm giác lấy hắn hiện tại thân phận địa vị không cần thiết đi làm loại này rơi đầu sự tình hệ thống người có thể làm gì vương vũ có chút tò mò hỏi mặc kệ hắn treo cổ là vì để cho mình làm gì trước nhận lấy rồi nói sau hơn nữa nếu sau này thật sự tìm được cơ hội Vương Vũ tự nhiên sẽ không để ý xoay người mình làm chủ nhân. Đinh, hiện tại giai đoạn hệ thống mở ra dò xét cùng triệu hoán hai cái công năng, dò xét có thể vì ký chủ kiểm tra đo lường ký chủ chung quanh nhân vật thuộc tính, chủ yếu bao gồm thống soái, vũ lực, trí mưu, chính trị cùng với mị lực, một ít nhân vật đặc thù có đặc tính thuộc tính như y thuật, trù thuật các loại, mà triệu hoán có thể vì ký chủ triệu hoán Trung Hoa trên dưới 5.000 năm danh thần võ tướng thậm chí một bộ phận điện ảnh, tiểu thuyết. Nhân vật thần thoại, phụ tá ký chủ tranh bá. Thiên hạ. Di chú. Tiểu thuyết, thần thoại nhân vật đem suy yếu tới phạm nhân trình độ. 666. Vương Vũ trực tiếp xoát lên một đợt 66 đưa cho hệ thống, triệu hoán hoa hạ 5.000 năm văn thần võ tướng. Nếu thật sự có những người này phụ trợ, cái này tranh bá thiên hạ cũng không phải là không thể làm được. Không nói giống thần vũ đại đế như vậy triệt để nhất thống thiên hạ, thành lập một phương đế triều. Tối thiểu, giống bảy đại hoàng triều như vậy thành lập một đời hoàng triều vẫn là dư giả. Trải qua đoạn ký ức này dung nhập, Vương Vũ đã phát hiện, thế giới này diện tích có thể so với hắn nguyên lai chỗ ở thế giới kia diện tích lớn hơn nhiều. Cái khác không nói, trong bảy đại hoàng triều, diện tích mỗi một phương hoàng triều đều có thể so với một đại lục châu Á kiếp trước. Hơn nữa, ngoại trừ những địa phương đã biết này, Tây Nhung, Nam Mang, bắt địch những địa phương này diện tích cũng không tại số nhỏ. Vũ Đô quận Đông Nam chính là Hải Dương, trong Hải Dương có cái khác đại lục vương Vũ không biết, nhưng lại có một phương tên là Đại Dương quốc tiểu đảo quốc lại thỉnh thoảng gây sóng gió. Vậy hệ thống trước tiên dùng công năng tra xét của ngươi xem xét thuộc tính của ta một chút. Đinh, Vương Vũ Thống lĩnh 18, 90, 90, 90, Vũ lực 28, 90 tiên thiên sơ kỳ, 90, trí tuệ 75, 79, 82, chính trị 58, 65, 71, sự quyến rũ 50, 90, 91, đinh, nhóm thứ nhất là thuộc tính bản thân ký chủ, nhóm thứ hai là thuộc tính vương vũ, nhóm thứ ba là thuộc tính sau khi ký chủ dung hợp vương vũ. Tốt, rất tốt. Sau khi nhìn thấy một chuỗi thuộc tính xa hoa này, vương vũ không khỏi yên lặng cảm tạ nguyên chủ nhân của cổ thân thể này. May mắn có hắn vô tư kính dân, chính mình hiện tại thậm chí tương lai cuộc sống tạm ổn mới có thể trôi qua dễ chịu như vậy. Vương Vũ đột nhiên cảm giác, bộ thân thể này chủ nhân cũ quả thực chính là hắn một đạo treo khác. Hệ thống, thuộc tính Vương Vũ này có chút quá xa hoa đi. Nhìn nhìn, Vương Vũ không khỏi có chút nghi hoặc hỏi. Dù sao, mặc kệ nói như thế nào, bộ thân thể này nguyên chủ nhân cũng bất quá vẻn vẹn chỉ có 15 tuổi thôi, rõ ràng thống soái giá trị cùng vũ lực giá trị đều cao như vậy. Đinh, theo hệ thống kiểm tra đo lường, Vương Vũ có tướng tinh mệnh cách, nếu không có ký chủ đến, ngày sau có thể vì đời sau đế triều khai quốc danh tướng. Nghe được hệ thống giải thích về sau, Vương Vũ trước hết chú ý cũng không phải cái kia cái gọi là tướng tinh mệnh cách, mà là đời sau đế triều mấy chữ này. Thần võ đại triều thống nhất thiên hạ mới là đế triều, mà sau đó những thứ kia đều được xưng là vương triều hoặc là hoàng triều. Đế triều đời sau xuất hiện đây chẳng phải là nói không lâu sau thiên hạ lại nhất thống sao trách không được hệ thống để cho hắn tranh bá thiên hạ nguyên lai là này loạn thế liền muốn tới thiên hạ đại thế phân lâu tất hợp hợp lâu tất phân đây là muốn lần thứ hai nhất thống a nghĩ đến đây vương vũ trong lòng không khỏi nhiều hơn vài tia lửa nóng loạn thế chính là cơ hội về phần thuộc tính của nguyên chủ vương vũ hiện tại ngược lại là một vấn đề nhỏ có thể trở thành một danh tướng khai quốc đế triều khổng lồ như thế há lại là người thường, cho dù thuộc tính khoa trương hơn một chút cũng không quá phận chút nào. Được rồi hệ thống, bản ký chủ lần đầu mở ra hẳn là giống cái khác tiểu thuyết đồng dạng có một tân thủ đại lễ bao a. À. Đinh, kiểm tra đo lường được ký chủ có được một cái tân thủ túi quà, xin hỏi ký chủ có hay không mở ra. Mở ra, đương nhiên mở ra. Vương Vũ không cần nghĩ ngợi trả lời. Đinh tân thủ đại lễ bao mở ra, chúc mừng chủ ký sinh đạt được ngẫu nhiên triệu hoán thẻ 5 tấm, triệu hoán điểm 100. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy túi quà lớn xa hoa như vậy, vương vũ ngược lại có chút cảm giác không tốt. Đinh, bởi vì hệ thống theo ký chủ gián lâm thời điểm phát sinh ngoài ý muốn, vì vậy lần này người mới túi quà tăng cường. Ngoài ý muốn, dự cảm không tốt trong lòng vương vũ càng thêm mãnh liệt. UU đọc sách www.ukansu.net din Trải qua một phen giải thích của hệ thống, Vương Vũ cuối cùng cũng hiểu rõ tất cả. Nguyên lai, hệ thống giáng lâm thời điểm, đụng vào một cái khác hệ thống, hơn nữa còn là đồng loại hệ thống. Một núi không dung hai hổ, vì thế trải qua một phen sinh tử chiến đấu về sau, bản hệ thống thu được thắng lợi, mà một cái khác hệ thống từ đó tan thành mây khói. Chỉ là, làm bên chiến thắng hệ thống mặc dù chiếm được không ít chỗ tốt, nhưng tại giao chiến trong quá trình cũng bỏ sót mấy tổ nhân vật số liệu, lệnh hắn sớm hàng thế, trong đó còn có một cái là đỉnh cấp nhân vật số liệu. Hơn nữa, Vương Vũ mặc dù muốn tra xét này mấy cái bỏ sót nhân vật tình huống cụ thể, nhưng thế nhưng hiện tại hệ thống đẳng cấp không đủ, một ít tình huống Vương Vũ còn không cách nào hiểu rõ. Hệ thống, cái này ngẫu nhiên triệu hoán thẻ có ích lợi gì, triệu hoán điểm lại có ích lợi gì đinh. Ngẫu nhiên thể triệu hoán đem do ký chủ lựa chọn trọng điểm hạng nào tứ duy, từ hệ thống cho ra trong 5 người bỏ đi hai vị sau ngẫu nhiên triệu hoán một vị. Mặt khác, ngẫu nhiên thể triệu hoán nhân tuyển toàn bằng ký chủ vận khí, có thể xuất hiện hạng mức cao nhất lịch sử nhân sĩ, cũng có thể xuất hiện hạng mức thấp nhất lịch sử nhân sĩ. Chú thích Lần này tân thủ túi quà ngẫu nhiên triệu hoán thể trọng điểm đã tập trung, phân biệt có thể trọng điểm nội công vũ lực ngoại công vũ lực thống soái trí lực chính trị mỗi tiến hành một lần triệu hoán điểm triệu hoán dùng để triệu hoán nhân tài hệ thống tám mươi điểm triệu hoán có thể triệu hoán nhân tài hạng ba chín mươi điểm triệu hoán có thể triệu hoán nhân tài hạng hai một trăm điểm triệu hoán có thể triệu hoán nhân tài hạng nhất một trăm hai mươi điểm triệu hoán có thể triệu hoán nhân tài siêu hạng nhất một trăm năm mươi điểm triệu hoán có thể triệu hoán nhân tài cấp thiên mà thể triệu hoán nhân tài cấp thần chỉ có thể do ký chủ hoàn thành nhiệm vụ đạt được Mặt khác, triệu hoán điểm ký chủ có thể từ hoàn thành nhiệm vụ đạt được, hoặc là giết địch đạt được. Đánh chết tam lưu trở lên mới có thể đạt được một phần mười thuộc tính cao nhất. Chương 04 Lần đầu triệu hoán Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Trải qua hệ thống một phen giải thích, Vương Vũ coi như là biết rõ ràng cái này triệu hoán hệ thống cơ bản quy tắc. Đúng rồi, hệ thống, các cấp bậc nhân tài đối ứng thuộc tính tiêu chuẩn là cái gì? Vương Vũ lần nữa hỏi, hắn dù sao cũng phải đem nên làm rõ ràng toàn bộ sau khi mới có thể mở ra Triệu Hoán Nha. Đinh Tam Lưu Nhân Tài. Thuộc tính 60 hoặc Tam Lưu nội công cấp bậc vũ lực. Nhân tài hạng 2. Thuộc tính 70 hoặc vũ lực cấp bậc nội công hạng 2. Nhất Lưu Nhân Tài. Thuộc tính 80-89 hoặc Nhất Lưu nội công cấp bậc vũ lực. Siêu Nhất Lưu Nhân Tài thuộc tính 9099 vũ lực, 9094 thuộc tính khác hoặc tiên thiên nội công cấp bậc vũ lực. Thiên cấp nhân tài. Thuộc tính 100 104 vũ lực, 95 99 thuộc tính khác hoặc tông sư nội công cấp bậc vũ lực. Thần cấp nhân tài, thần xuất, thần tướng, thiên nhân, thần mưu, thần tướng. Thuộc tính 105 110 vũ lực, 100 105 thuộc tính khác hoặc thiên nhân nội công cấp bậc vũ lực. Đinh xin hỏi ký chủ có bắt đầu triệu hoán hay không? Bắt đầu, đương nhiên bắt đầu, trước tiên sử dụng hai tấm nổ nhiên triệu hoán tạp, phân biệt trọng điểm thống soái cùng ngoại công vũ lực tiến hành một lần triệu hoán. Mấy tấm thể triệu hoán khác cũng không vội, ngược lại vương vũ cũng tuyệt đối chạy không thoát. Đinh, thống soái triệu hoán bắt đầu. Người thứ nhất. Dương Diên Chiêu, thống soái 95. Dương gia tướng sao? Bất quá, giá trị thống soái 95 hiện giờ ở trong mắt Vương Vũ đã không tệ. Chỉ là, cái hệ thống này triệu hoán thống soái cư nhiên chỉ biểu hiện thống soái hạng nhất thuộc tính. Như vậy, sau đó từ hệ thống cho ra trong năm người bỏ đi hai vị thời điểm phải thận trọng một chút. Dù sao, cũng phải cân nhắc tình huống thuộc tính khác của những người này. Đinh, người thứ hai. Tiết nhân quý, thống soái 100. Tiết nhân quý này lợi hại hơn dương Diên chiêu nhiều, không chỉ là thống soái mà còn là vũ lực. Tiết nhân quý đầu quân vào những năm cuối trinh quán, cả đời chinh chiến mấy chục năm, từng đại bại chính họ thiết lạc, hàng phục cao cú lệ, đánh bại đột quyết, công huân trác tuyệt, để lại những câu chuyện như thường sách tức can qua, tam tiễn định thiên sơn, dũng mãnh phi thường thu liêu đông, nhân chính cao lệ quốc, yêu dân tượng châu thành, cởi mũ lui vạn địch. Có thể nói, thành tựu vũ lực của tiết nhân quý e rằng sẽ không dưới thành tựu của thống soái. Đinh, người thứ ba, Cao Trường Cung, thống soái 96. Lăng Lăng Vương, một trong tứ đại Mỹ Nam Tử, chỉ sợ mị lực của hắn nhất định rất cao. Đinh, người thứ tư, học luật quan, thống soái 98. Mới vừa đi ra một cái Cao Trường Cung, hiện tại lại tới một cái lạc điêu đô đốc học luật quan. Cao Trường Cung và học luật quan, cộng thêm đoạn thiều cùng thời kỳ, ba người này được gọi là Bắc Tề Tam Kiệt. Tuy rằng trong ba người, danh tiếng của cao trường cung vang dội nhất nhưng năng lực của học luật quan vẫn hơn cao trường cung đinh người thứ năm mông điềm thống soái một trăm trung hoa đệ nhất dũng sĩ mông điềm nếu có thể có danh hiệu này vũ lực của hắn chỉ sợ cũng không kém đến đâu đinh mời chủ ký sinh bỏ đi hai nhân vật hệ thống bỏ đi dương diên chiêu cùng cao trường cung tại còn lại tiết nhân quý học luật quan cùng mông điềm trong ba người tiến hành triệu hoán trong năm người này cấp độ rất rõ ràng, cho nên lựa chọn như thế nào cũng không khó. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được thần cấp nhân tại Mông Điềm, thống soái 100, vũ lực 103, trí lực 89, chính trị 72, mị lực 91. Thân phận cấy ghép là một trong những tâm phúc được bồi dưỡng từ nhỏ cho vật chủ. Mang theo hai nhân vật, lần lượt là Mông Vũ, Mông Nghị. Chú thích. Nhân vật này hiện tại tuổi còn nhỏ, chưa Đạt Đỉnh Phong, hiện tại thuộc tính là thống soái 93, vũ lực 95, trí lực 82, chính trị 70, mị lực 82. Mở cửa mừng rỡ a. À. Xem ra ta đây coi như là thiên mệnh gia thân, tùy tiện một lần triệu hoán liền có thể triệu hoán xuất thần cấp nhân tài. Về phần Mông Điềm thuộc tính chưa đạt đỉnh phong, Vương Vũ xem ra cũng không tính là chuyện gì. Loại gia tộc như bọn họ, quả thật sẽ từ tiểu tiện bắt đầu bồi dưỡng các loại tâm phúc mà bình thường người như vậy, mặc dù là tuổi lớn hơn Vương Vũ, nhưng bình thường cũng sẽ không vượt qua Vương Vũ quá nhiều. Vương Vũ đoán chừng, hiện tại Mông Điềm cũng đại khái 18-19 tuổi bộ dáng, không đạt tới đỉnh phong cũng coi như bình thường. Dù sao hiện tại Vương Vũ lại không vội tạo phản, Mông Điềm hiện tại có đạt tới đỉnh cao hay không cũng không sao. Hơn nữa, tuổi còn nhỏ, cũng đại biểu có thể vì Vương Vũ hiệu lực thời gian dài hơn. Đây vẫn là Mông Điềm nếu là triệu hoán ra là một cái mấy chục tuổi mới đạt tới đỉnh phong nhân vật, vậy Vương Vũ vẫn là hy vọng hắn giống mông điềm như vậy trực tiếp cấy vào một người trẻ tuổi trên người tốt rồi. Nếu như hệ thống có được hình thái, Vương Vũ nhất định sẽ phát hiện hệ thống đã lật lên một cái xem thường, đây là tân thủ tiềm ẩn phúc lợi, trước năm lần sử dụng điểm triệu hoán bên ngoài phương thức triệu hoán sẽ không xuất hiện thấp hơn thiên cấp cấp bậc nhân tài. Bất quá, tuy rằng hệ thống phủ định Vương Vũ tự cho là thiên mệnh gia thân, nhưng này cũng không có dập tắt vương vũ trong lòng mừng rỡ, dù sao chỉ cần là hắn đạt được chỗ tốt là được rồi. Đúng rồi, hệ thống, trừ cái này ra còn có cái khác tìm ẩn phúc lợi. Đinh, tìm ẩn phúc lợi hai. Trước 10 lần triệu hoán bất luận nhân vật cấp bậc nào đều có cơ hội mang theo ra nhân tài liên quan, vả lại này 10 lần mang theo nhân vật tuyệt đối cấy vào ký chủ dưới trướng. Sau 10 lần, đạt tới điều kiện tương ứng trước, chỉ có thần cấp nhân tài mới có thể mang theo phúc lợi tìm tàng thứ ba mười nhân vật triệu hồi đầu tiên mặc định tuyệt đối tử trung hệ thống mở ra lần thứ hai triệu hoán đi nếu hệ thống đã nói mấy lần triệu hoán trước uu đọc sách www ukansu net sẽ không xuất hiện nhân tài năng lực quá kém cho nên hiện tại vương vũ cũng rất chờ mong lúc này đây triệu hoán kết quả đinh đệ nhất nhân tiết nhân quý vũ lực một trăm năm nhìn thấy tiết nhân quý xuất hiện lần nữa, vương vũ cũng không khỏi phát ra một tiếng tháng phục. Thuộc tính của tiết nhân quý quả thật xa hoa đến đáng sợ, lại có hai hạng đều đạt tới thần cấp. Nhân tài cấp song thần, nhân tài trình độ này chỉ sợ trong lịch sử cũng không tính là nhiều. Đinh, người thứ hai, Triệu Vân, vũ lực 104. Đinh, người thứ ba, Lưu Tuấn Nghĩa, vũ lực 100. Đinh, người thứ tư, Sử Vạn Tuế, vũ lực 104. Đinh, người thứ năm, Đỗ Quyên, vũ lực 100. Đinh, mời chủ ký sinh bỏ đi hai nhân vật. Hệ thống, bỏ đi Lưu Tuấn Nghĩa cùng Đỗ Quyên, tại còn lại Tiết Nhân Quý, Triệu Vân cùng Sử Vạn Tuế trong ba người tiến hành triệu hoán. Tiết Nhân Quý, Tiết Nhân Quý. Vương Vũ không khỏi âm thầm kêu lên. So sánh với Triệu Vân và Sử Vạn Tuế, sức hấp dẫn của Tiết Nhân Quý thật sự là quá lớn. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được thiên cấp nhân tại Triệu Vân, thống soái 89, vũ lực 104, trí lực 82, chính trị 68, mỹ lực 99. Thân phận cấy ghép là một trong những tâm phúc được bồi dưỡng từ nhỏ cho vật chủ. Trước mắt thuộc tính chưa đạt đỉnh phong, thống soái 80, vũ lực 97, trí lực 78. Chính trị 62 quyến rũ 92 hai người mang theo nhân vật, lần lượt là Đồng Uyên, Triệu Vũ mang theo chiếu dạ ngọc sư tử, lượng ngân long đảm thương, thanh hồ kiếm. Quên đi, triệu vân cứ triệu vân đi. Vương Vũ cũng chỉ có thể tự an ủi mình như vậy. Dù sao, ngoài trừ tiết nhân quý, trong tổ này cũng chỉ có triệu vân mạnh nhất. Về phần tiết nhân quý, sau này sẽ có cơ hội. Chương không năm Lên đường Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Vũ Nhi, lần này đi Kinh Đô, đường xá xa xôi, con ta hết thảy cẩn thận. Trấn Đông thành cửa thành, Hoàng Phủ Vũ Vi lại nhảy nói. Nhìn mấy chiếc xe lớn kia, có nhiều thứ căn bản là tạm thời không dùng được. Vương Vũ cuối cùng cũng hiểu được cái gì gọi là nhi xa thiên lý mẫu lo lắng. Hắn vốn là muốn trang bị nhẹ giảng hành, chỉ cần mang đủ tiền bạc, dù sao, có tiền đi khắp thiên hạ, chỉ là hiện tại. Mẫu thân yên tâm, hài nhi đỡ phải. Ba tháng này tới nay, Vương Vũ từ sau khi sống lại, liền đại môn không ra, nhị môn không bước, ngẩn ngơ núp ở chính mình cái kia tiểu đình viện trong, đối ngoại liền nói chính mình là tại vững chắc vừa mới đột phá tu vi. Đương nhiên, Vương Vũ dùng lý do này cũng không có tật xấu, vừa mới đột phá cũng xác thực cần củng cố một chút tu vi của mình. Tuy rằng thời gian này hơi dài một chút, nhưng cũng không khiến cho những người khác hoài nghi. Sở dĩ như vậy, một mặt, vương vũ cũng là lo lắng chính mình cùng trước vương vũ tóm lại không phải một người rất nhiều thói quen chi tiết phương diện có chỗ bất đồng một khi những vấn đề này bị người phát hiện tóm lại coi như là một chuyện phiền toái bởi vậy trong khoảng thời gian ngắn vẫn là tận lực ít xuất hiện trước mặt người khác đợi đến ba năm sau trở về những biến hóa này liền có thể tìm một lý do thoái thác mặt khác cũng là bởi vì vương vũ từ trong hệ thống hiểu được hắn mặc dù có được như thế xa hoa thuộc tính, khả năng không thể đem này thuộc tính nên phát huy ra năng lực toàn bộ phát huy ra chính là một chuyện khác. Dù sao, hắn cái này thuộc tính chủ yếu đến từ tại trước đó vương vũ, hắn tuy rằng dung hợp vương vũ ký ức, cũng dung hợp vương vũ thuộc tính, nhưng dù sao không có tự mình trải qua, cũng không tính là chính mình ma luyện đạt được còn không có hoàn toàn chuyển hóa thành bản lĩnh của mình. Cũng tỷ như nói, làm trấn đông tướng quân vương vũ từ nhỏ ra trận chém giết, này kinh nghiệm chiến đấu tự nhiên không kém. Mà hiện tại vương vũ mặc dù có 90 vũ lực, ngay cả nội công cũng đạt tới tiên thiên, nhưng liền giống như một cái nắm chiến đao tiểu hài tử, không cách nào phát huy ra chui chiến đao này lớn nhất năng lực. Hơn nữa, hệ thống cũng minh xác biểu thị, hắn chỉ có chân chính nắm giữ này một thân thuộc tính có thể phát huy năng lực, tự thân thuộc tính mới có cơ hội tiếp tục trưởng thành. Bởi vậy, trong thời gian 3 tháng này, Vương Vũ hoặc là học tập binh thư chiến sách, hoặc là cùng mông điềm triệu vân triệu hoáng mà đến luận bàn lẫn nhau hoặc là để cho đồng uyên cho hắn một ít chỉ đạo đồng uyên tự hùng phó danh gia võ thuật cùng tịnh châu lý ngạn là huynh đệ kết bái hai người đều thừa kế nghĩa phụ ngọc chân tử hai người lần lượt cưới hai vị đại tiểu thư nhan vân nhan vũ của nhan gia hà bắc hắn có trương nhâm trương tú làm đệ tử nhập thất tuổi già thu triệu vân làm đệ tử quan môn truyền lại sở học cả đời kỹ thuật thành danh là bách điểu triều phượng thương lần đầu gặp đồng uyên vương vũ lúc này mới phát hiện vị sư phụ triệu vân này lại có thực lực tông sư trung kỳ chiêu một thiên cấp nhân tại triệu vân lại kèm theo một cái tông sư trung kỳ đồng uyên hắn lần thứ hai triệu hoán nhưng tuyệt đối là lời học văn võ nghệ bán cho đế vương gia tuy rằng trấn đông tướng quân phủ cũng không phải đế vương gia tuy rằng đồng uyên không có giống mông điềm cùng triệu vân mang theo những người khác như vậy trực tiếp cấy vào trở thành thủ hạ của vương vũ nhưng sau khi vương vũ ra mặt mời hắn cũng không cự tuyệt nhiều xuất phát trên chiến mã vương vũ nhìn về phương xa thần thái phấn chấn nói mặc dù đã chuẩn bị xe ngựa nhưng so ra vương vũ vẫn thích cưỡi ngựa hơn phía sau vương vũ trong tên thiết kỵ hộ vệ ở bên cạnh người cầm đầu không phải ai khác chính là triệu vân triệu tử long trước đây vương vũ triệu hoán ra lúc này triệu tử long cưỡi ngựa trắng người khoác áo choàng màu trắng bạc cầm trong tay một thanh ngân long đảm thương thật sự là uy phong lẫm liệt hơn nữa dáng người anh tuấn tiêu sái kia vương vũ cảm giác hào quang của mình đều bị cướp đi về phần mông điềm lần này vương vũ ngược lại là không có mang theo hắn đi tới kinh đô chính là đi học tập cũng không phải vì đi gây chuyện không cần thiết mang nhiều tay chân như vậy hơn nữa mông điềm dù sao cũng là lấy thống soái làm sở trường lấy tài năng của hắn, ở lại trấn Đông Thành này mới là thích hợp nhất. Vương Vũ tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng chung quy là một thiếu tướng quân, dưới trướng vẫn có ba ngàn nhân mã trực thuộc. Mà ba ngàn kỵ binh này, Vương Vũ liền tạm thời giao cho mông điềm chi phụ mông Vũ trưởng quản, do mông điềm ở bên cạnh phụ trợ. Hiện tại, mông điềm dù sao tuổi còn nhỏ, một thân thuộc tính còn chưa đạt tới đỉnh cao. Hơn nữa, lấy tuổi của mông điềm, còn không thích hợp tùy tiện đẩy hắn lên thượng vị. Mà mông vũ thì khác, mông vũ 35 tuổi chính là đỉnh phong. Tuy rằng tương lai so ra kém nhi tử mông điềm của mình, nhưng giai đoạn hiện tại mà nói, mông điềm cùng mông vũ so sánh còn có một đoạn khoảng cách. Ra khỏi vũ đô quận, chính là Liêu Dương quận, chờ đi ra Liêu Dương quận, vậy liền triệt để đi ra Yến Bắc Đạo, từ Yến Bắc Đạo một đường Tây Hành chính là Hà Bắc Đạo, mà hà bắc đạo chính là khu vực giàu có và đông đúc thứ hai của đại thương vô luận là nhân khẩu tiền lương đều chỉ ở dưới hà nam đạo của kinh đô thương kinh nhưng lúc này hà bắc đạo cùng lúc trước vương vũ hiểu rõ cũng là bất đồng một đường bên trên kia có kia giàu có và đông đúc bộ dáng nạn dân khắp nơi vô số dân đói không chiếm được thích đáng an trí thậm chí dịch tử ăn thịt lẫn nhau hiện tượng cũng thường có phát sinh trước đó Vương Vũ tuy rằng nghe nói bốn đạo bao gồm cả Hà Bắc đạo những năm gần đây thiên tai liên tiếp phát sinh, tìm thư uyển nhưng cũng không nghĩ tới đã nghiêm trọng đến trình độ như thế. Buồn cười nhất chính là, Vương Vũ cư nhiên nghe nói triều đình cấp tới dùng để cứu tế lương thực cư nhiên cho cạn nước. Ngay cả lương thực cứu trợ nạn dân cũng có thể phát hiện ngoại ý muốn, chuyện mờ ám trong đó tuyệt đối không nhỏ. Bất quá, đối với chuyện này, Vương Vũ cũng không có xen vào việc của người khác, nếu như trong chuyện này thật sự có mờ ám, vậy người đứng sau lưng nhất định thủ đoạn thông thiên. Dưới điều kiện không biết tình huống tùy tiện nhúng tay, cuối cùng tuyệt đối không có kết quả tốt gì ăn. Sau khi nhìn thấy Hà Bắc đạo tình huống, Vương Vũ mới thật sự hiểu được loạn thế có lẽ thật sự muốn tới. Lãnh thổ Đại Thương tổng cộng có 18 đạo, dưới đạo thiết quận, dưới quận thiết huyện thành. Hiện giờ Hà Bắc đạo như thế, như vậy, còn lại gặp Thiên Tai Tam đạo lại nên như thế nào? thậm chí không chỉ là bốn con đường bị thiên tai này những con đường khác không bị thiên tai thì không rõ ràng lắm nhưng tình huống của yến bắc đạo cũng chưa chắc đã như thế nào tuy rằng bởi vì bận rộn lên đường nên không hiểu rõ cụ thể nhưng trong quá trình vương vũ lên đường tiết mục chặng đường giải oan đã xem vài cảnh từ nhỏ thấy lớn hiện giờ vấn đề trong hệ thống quan viên hoàng triều đại thương đã bắt đầu hiện ra tử long hôm nay hạ trại ở đây là được rồi nhìn mặt trời sắp chìm về phía tây Vương Vũ phân phó Triệu Vân bên cạnh. Tuy rằng không giống bộ thân thể này nguyên chủ nhân như vậy từ nhỏ lên chiến trường chinh chiến, nhưng Vương Vũ bản thân cũng không phải là không chịu được khổ người. Bởi vậy, dọc theo con đường này, cũng không có cưỡng chế nhất định phải đến ven đường đi qua trong thành trì nghỉ ngơi, ngược lại là đi tới chỗ nào liền ở nơi đó cắm trại, thậm chí dọc theo con đường này, Vương Vũ có hơn phân nửa đều là ở giả ngoại cắm trại. Công tử có lệnh, Hà trại ngay tại chỗ, có mệnh lệnh của Vương Vũ, Triệu Vân cũng không kéo dài, bắt đầu chỉ huy các vệ sĩ bên cạnh bắt đầu dựng lều, hơn nữa an bài phòng ngự. Cắm trại giả ngoại, tự nhiên không thể buông lỏng cảnh giác. Chương 06 Nhiệm vụ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Trăng tối gió cao, lúc giết người phóng hỏa Xa xa, trên một sườn núi, một gã mặc sẹo áo vá không chỉnh tề, tay cầm một thanh đại đao đầu hổ hướng về một viên đại hán khác bên cạnh hỏi, lão đại, động thủ hay không? Vị lão đại này nhìn qua trong doanh địa cái kia mấy xe ngựa rương, trong hai mắt lộ vẻ tham lam, nhưng vẫn là bình tĩnh nói ra, gấp cái gì, nhìn đám này quan binh dáng vẻ không đơn giản, tuy rằng ít người, nhưng cũng không thể khinh thường, chờ một chút, trước để phía sau các huynh để chuẩn bị sẵn sàng, chờ những người này ngủ say lại nói. Mặc dù hán tử mặt sẹo này đồng dạng tham lam, muốn lập tức đi xuống liền đánh cướp một phen nhưng khiếp sợ uy vọng bình thường tích lũy của lão đại cũng chỉ có thể cố nén tiếp tục đợi thêm chút nữa đinh kiểm tra đo lường đến nhiệm vụ sinh thành xin hỏi ký chủ có hay không tiếp nhận nhiệm vụ buông tay bên trong binh thư đang muốn chuẩn bị nghỉ ngơi vương vũ lại đột nhiên nghe được hệ thống thanh âm đột nhiên vang lên mặc dù đối với cái này đột nhiên đến nhiệm vụ có chút nghi hoặc nhưng vương vũ cũng không có nói thêm cái gì rất là quyết đoán mà tiếp nhận nhiệm vụ. Đã có nhiệm vụ, như vậy nếu là đợi đến sau khi nhiệm vụ hoàn thành tất nhiên sẽ có phần thưởng. Đinh, nhiệm vụ 1, đánh giết đến đây ám sát địch nhân, vượt qua trước mắt nguy cơ. Phần thưởng thành công. Một tấm thẻ triệu hoán thần cấp. Thất bại trừng phạt. Không cần. Thấy không cần ba chữ, đầu Vương Vũ đầy hắc tuyến. Đương nhiên là không cần nếu là mình không cách nào vượt qua nguy cơ trước mắt, đây chẳng phải là đại biểu cho mình không có vượt qua lần ám sát này. Nếu đã chết rồi thì còn cần trừng phạt gì nữa? Bất quá, hệ thống này một cái nhiệm vụ cũng nhắc nhở chính mình kế tiếp chỉ sợ là có chuyện gì muốn xảy ra. Đinh, nhiệm vụ 2, thành công đến Đại Thương Học Viện. Phần thưởng thành công. Kỹ năng ngẫu nhiên 1, một, 100 điểm triệu hồi. Thất bại trừng phạt. Không cần xem ra dọc theo đường đi chỉ sợ là sẽ không bình tĩnh vương vũ không khỏi thì thào lẩm bẩm hệ thống sử dụng ngẫu nhiên triệu hoán tạp tiến hành vũ lực triệu hoán vương vũ hướng về trong đầu hệ thống nói lúc trước trong năm tấm thể triệu hoán ngẫu nhiên của tân thủ trong đó có hai tấm là trọng điểm vũ lực một tấm là nội công vũ lực loài triệu hoán này phần lớn là võ giả giang hồ mà một tấm khác là có liên quan đến ngoại công vũ lực phần lớn là kiêu tướng sa trường giống như triệu vân lúc trước đã sử dụng một tấm trong đó triệu hoán ra triệu vân hôm nay vương vũ còn có thể triệu hoán ra một vị cao thủ nội công chỉ từ phần thưởng của nhiệm vụ một chính là một tấm thẻ triệu hoán thần cấp liền có thể biết cái gọi là ám sát kế tiếp chỉ sợ không phải chuyện đùa dù sao nếu là nhiệm vụ khó khăn hệ số không đủ cũng không có tư cách có được phong phú như thế khen thưởng đinh trong lúc triệu hoán bắt đầu vị trí thứ nhất thạch chi hiên vũ lực nửa bước thiên nhân thạch chi hiên nhân vật trong đại đường sông long truyện một trong tám đại cao thủ ma môn được xưng là tà vương có hai nhân cách thân kim trưởng môn của phái hoa giang và bổ thiên đạo trong ma môn trong cánh cửa này thực lực của tà vương tuyệt đối là xếp hạng trước nhất mà này trí tuệ của thạch chi hiên cũng cao minh như võ công thạch chi hiên sử dụng một thân phận khác là bùi cũ xuất sĩ làm quan vì đại tùy kinh lược tây vực trong vài năm liên hoành hợp tung đem thảo nguyên đế quốc độ quyết cường đại chia làm hai thay đổi cục diện yếu thế của trung nguyên từ ngụy tấn tới nay vả lại ở giai đoạn này thạch chi hiên đem bất tử ấn pháp phát dương quan đại khiến cho nó tiến vào một loại tư tưởng triết học độ cao hơn nữa thành công khuynh đảo đại tùy đinh người thứ hai trương tam phong vũ lực thiên nhân trương tam phong có thể xem như rất nhiều võ hiệp trong thế giới khách quen tại bất đồng võ hiệp trong tiểu thuyết thực lực cũng tự nhiên có chỗ bất đồng bất quá đều là nhóm đứng đầu thậm chí là nhóm đứng đầu đinh người thứ ba lý tầm hoang vũ lực tông sư tiểu lý phi đao lệ vô hư phát phi đao của lý tầm hoang cho dù là người mạnh hơn hắn gặp chỉ sợ cũng phải lạnh cũng ví dụ như thượng quan kim hồng cái thế kiêu hùng võ công đăng đường nhập thất trong sách có nói hắn có rất nhiều cơ hội có thể giết chết lý tầm hoang hắn thua là bởi vì chính là muốn liều một thanh thần thoại tiểu lý phi đao lợi vô hư phát nói thật vương vũ rất thưởng thức vị tiểu lý thám hoa này chỉ là vương vũ cũng không hy vọng triệu hoán ra chính là vị tiểu lý thám hoa này đây là một người tốt tại tranh bá thiên hạ trên đường vương vũ thế tất yếu có vô số mặt tối tồn tại người này không thích hợp vương vũ tối thiểu hiện tại không thích hợp hắn Đinh, người thứ tư, Diệp Khai, Vũ Lực. Tông Sư. Được rồi, lại là một tiểu lý phi đao. Chỉ là, cùng sư phụ của hắn lý tầm hoang giống nhau, đây là một người tốt, giàu có tinh thần chính nghĩa, tràn ngập nhân từ bác ái chi tâm, đại biểu nhân tính quang minh, nhưng không thích hợp làm thuộc hạ của mình. Hoặc là, đối với mỗi một người lập chí tranh bá thiên hạ mà nói, người như vậy, chỉ thích hợp làm bằng hữu, nhưng không thích hợp làm thuộc hạ chỉ cần ngươi tham dự vào trận này tên là thiên hạ trong trò chơi có lẽ ngươi bề ngoại quan minh nhưng nhất định con đường phía trước của ngươi tất nhiên sẽ tồn tại vô số dơ bẩn cho dù là mười lần trước triệu hoán ra nhân vật toàn bộ là tử trung vương vũ cũng sẽ không lựa chọn hắn lý niệm bất đồng tìm thư uyển mặc dù là sẽ không phản bội nhưng trong lúc này tất nhiên cũng sẽ tồn tại vô số vấn đề đinh người thứ năm lệnh đông lai vũ lực thiên nhân 10 tuổi học kiếm, 15 tuổi học dịch, 30 tuổi đại thành, tiến vào cõi trời. Trong thiên địa vũ trụ, liền không còn một ai có thể cùng hạng người kháng thủ. Ngược lại chu du thiên hạ, nằm tới thiên trúc chúng quốc, tây tới ba tư Âu Lục, bắc tới Nga, đi khắp thiên hạ hiền nhân, lại không ai có thể cùng hạng người luận đạo với ta. Phế đi. Mới biết thiên đạo thực khó giả người khác mà thành. Chính là tự vây khốn trong thập tuyệt quan này trải qua 9 năm tìm tu, đại triệt đại ngộ, cởi bỏ một nút thắt cuối cùng, có thể phiêu nhiên mà đi. Lệnh Đông Lai, nhân vật truyền kỳ trong tiểu thuyết Võ Hiệp Phá Toái Hư Không của Hoàng Dịch, được tôn làm Tông Sư Vô Thượng. Một bộ sách từ đầu tới cuối cũng không miêu tả chính diện, càng như truyền thuyết, chỉ có thể từ trong miệng người bên ngoài nói được người này, giống như kiếm ma độc cô cầu bại trong sách Kim Dung, thật làm người ta tháng phục cũng trở thành một trong những nhân vật được công nhận mạnh nhất trong hệ liệt hoàng dịch dị hiệp đinh mời chủ ký sinh bỏ đi hai nhân vật hệ thống bỏ đi lý tầm hoang cùng dịp khai tại còn lại thạch chi hiên trương tam phong cùng lệnh đông lai trong ba người tiến hành triệu hoán xem ra lần này vận khí không tệ vương vũ thầm thở dài dưới đáy lòng lúc này đây có tỷ lệ rất lớn có thể lần nữa có được một vị thần cấp nhân vật mặc dù là triệu hoán không ra thần cấp trương tam phong cùng lệnh đông lai, nhưng ít nhất cũng có thể đạt được một thiên cấp đỉnh cấp thạch chi hiên. Hơn nữa coi như là cuối cùng triệu hoán ra thạch chi hiên cũng không thiệt thòi, dù sao, thạch chi hiên ngoại trừ võ công ra, trí lực cũng là nhất tuyệt. Thậm chí, lấy thạch chi hiên thiên phú, nếu là bồi dưỡng lớn, tương lai chưa chắc không có khả năng càng tiến thêm một bước, đột phá đến chân chính thiên nhân cấp. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh đạt được. Chương 7 Thổ phỉ Bạn đang nghe tại truyện.audio Đêm trăng đen bao phủ mặt đất, từ hồ tất cả mọi người đã tiến vào ngủ say, chỉ còn lại có lát đác không có mấy cái đang kiên trì gác đêm binh lính. Ha ha ha, các huynh đệ, đều dết cho ta, dết sạch, cướp sạch chỉ nghe một tiếng dết hô, trong nháy mắt kinh động tất cả mọi người. Theo một tiếng dết này, năm sáu trăm người từ bốn phía ồn ào dết xuống. Thổ phỉ Vương Vũ không khỏi nghi hoặc lẩm bẩm. Tốt xấu gì cũng có được bộ thân thể này nguyên chủ nhân ký ức nhiều năm như vậy, đối với bộ dáng gì là quân đội, bộ dáng gì là thổ phỉ, vẫn là phân rõ ràng. Chỉ là, đám thổ phỉ này cũng đáng giá một tấm thẻ triệu hoán thần cấp. Đều dết. Thanh âm lạnh lùng từ miệng vương vũ truyền ra. Sự tình liên quan đến một tấm thẻ triệu hoán thần cấp, thà rằng dết lầm ba ngàn, không thể buông tha một người, vạn nhất trong đám thổ phỉ này cất giấu nhân vật thực lực cường đại gì đây huống chi hôm nay đám thổ phỉ này tới treo chọc hắn trước cũng đừng trách hắn ra tay vô tình kỳ thật khi vương tử kiệt chiếm cứ thân thể vương vũ dung hợp ký ức của vương vũ trở thành vương vũ hiện tại vương vũ cũng sinh ra ảnh hưởng rất lớn đối với vương vũ hiện tại ít nhất nếu như đã từng là vương tử kiệt là tuyệt đối sẽ không như thế coi mạng người như không có gì bởi vậy thay vì nói là vương tử kiệt đoạt xá chẳng bằng nói là hai người sinh ra dung hợp chỉ có điều lúc này đây dung hợp mà hình thành vương vũ là do vương tử kiệt chiếm cứ tuyệt đối chủ đạo kết trận nhận được mệnh lệnh của vương vũ triệu vân bước nhanh ra ngoài trướng ra lệnh một tiếng một trăm giáp sĩ tất cả đều từ trong lều vải lao ra lấy triệu vân làm trung tâm sắp xếp ra một trận hình phòng thủ đơn giản trong đám sĩ phỉ này vì đại ca dẫn đầu này nhìn đám giáp sĩ áo giáp chỉnh tề, làm sao còn không rõ đối phương chỉ sợ là đã sớm có chuẩn bị, trong lòng không khỏi lọc bộp một tiếng. "Giết cho ta, đều làm thịt đám cẩu quan này cho ta." Này dẫn đầu đại ca cũng biết chuyện hôm nay đã là tên đã lên dây, không thể không bắn. Cho dù đối phương sớm có chuẩn bị, bọn họ cũng chỉ có thể kiên trì. Có chút ý tứ. Vương Vũ nhìn tình hình bên ngoài, không khỏi thấp giọng lẩm bẩm. Đồng thời cũng đang tự hỏi nguy cơ lúc này đây đến tột cùng là đến từ nơi nào hệ thống nếu đã nói có người sẽ tới ám sát hắn tự nhiên sẽ không bắn tên không đích nhưng mà lấy xu thế phát triển trước mắt mà xem đám thổ phỉ trước mắt này cũng không giống a à. hơn nữa lúc này đây có thể sẽ xuất hiện ám sát hắn người lại đến tột cùng là đến từ bên nào thế lực gia đình thảo nguyên phương bắc hay là thế lực nào đó trong kinh đô sắp tới ở trong trí nhớ của hắn, nguyên thân tự hồ vẫn luôn ở trong trấn Đông Thành, tự hồ cũng chưa từng đi qua địa phương khác a à, này như thế nào vừa đi ra, liền bắt đầu có người hô đánh hô giết đây. Tin tức quá ít, đây hết thảy vương vũ thật tại không cách nào làm ra hữu hiệu phán đoán. Triệu vân thanh âm lần nữa vang lên, trăm tên giáp sĩ, nhân thủ một trương cung nỏ, hướng về phía trước bắn thẳng mà đi. Chỉ là một đợt công kích, phía trước cũng đã ngã xuống một mảnh thổ phỉ nhỏ thanh âm lạnh như băng vang lên, dưới sự công kích liên tiếp của cung nỏ, lúc này đám thổ phỉ này đã tử thương thảm trọng, không ít người đều có lòng sợ chiến, bắt đầu nhát gan không tiến lên. Lên ngựa, xung phong. Mắt thấy đám địch nhân này đã khiếp chiến, Triệu Vân lúc này hiệu lệnh này trăm tên giáp sĩ khởi xướng xung phong. Trong trấn đông quân các quân tổng cộng 30 vạn binh mã, trong đó, bộ phận tinh nhuệ nhất chính là ba vạn hắc kỵ. Mà Vương Vũ làm thiếu tướng quân, mặc dù nói hắn khống chế chỉ có ba ngàn kỵ binh nhưng ba ngàn kỵ binh này lại là ba ngàn hắc kỵ mà trăm giáp sĩ này chính là một trăm đội tinh nhuệ nhất trong ba ngàn hắc kỵ hắc kỵ vốn là tinh nhuệ đương thời mặc dù chỉ có trăm người nhưng trùng kích một đội thổ phỉ đã mất mật tự nhiên là dễ như trở bàn tay nơi đi qua đều là thi cốt tiện địa máu tươi như mưa nghe được chỉ có kêu dết cùng kêu thảm thiết dẫn đầu đại ca một đao liền chặt một cái chạy trốn người đầu hướng chung quanh hung hăng quát, ai còn dám lui về phía sau, lão tử trước chặt hắn. Có vị đại ca dẫn đầu uy hiếp này, đám thổ phỉ bốn phía cuối cùng miễn cưỡng dừng bước lui về phía sau, lần nữa dâng lên một tia can đảm chống cự. Lão đại, đám quan quân này quá lợi hại, chúng ta không bằng mau chạy đi, hán tử mặt sẹo tay cầm một thanh đại đao đầu hổ hoảng hốt hướng về đại ca dẫn đầu nói, lúc này trong mắt người này còn nào dám có loại tham lam trước đó. Mặt sẹo, những thứ này nhưng đều là kỵ binh, ngươi hai chân còn có thể chạy qua bọn họ bốn chân sao? Dẫn đầu đại ca sắc mặt khó coi nói, ngươi cùng lão tử cùng nhau tiến lên, đem nhóm này kỵ binh đầu lĩnh giết, giết bọn họ, chúng ta mới có thể sống. Cậu quan chịu chết. Dẫn đầu đại ca nói xong, cũng không quản hán tử mặt sẹo này có đáp ứng hay không, cũng đã dẫn đầu xông lên phía trước. Hán tử mặt sẹo mắt thấy đại ca dẫn đầu đều xông lên, hắn cũng chỉ có thể xông theo. Dù sao, tự như dẫn đầu đại ca nói như vậy, hai chân bọn họ làm sao có thể chạy qua bốn chân. Không biết sống chết, tìm thư uyển www.giaosusun.com xem súng. Triệu Vân mắt thấy đám thổ phỉ này, còn dám cư nhiên chủ động dết tới, không khỏi cười lạnh nói. Hệ thống, xem xét hai người này thuộc tính. Vốn tưởng rằng bất quá là hai cái thổ phỉ thủ lĩnh thôi, Triệu Vân có thể thoải mái giải quyết, nhưng trước mắt cái thổ phỉ này giống như thật đúng là có vài phần bản lĩnh. Đinh, tiết tử mặt, thống soái 80, vũ lực 88, trí lực 79, chính trị 59, mị lực 71. Đinh, mặt sẹo, thống soái 58, vũ lực 79, trí lực 58, chính trị 52, mị lực 58. Lại có nhất lưu vũ lực, xem ra tên thổ phỉ này chỉ sợ không tầm thường nha. Tuy rằng diện tích thiên khải đại lục bao la, nhân khẩu tương ứng cùng với tỷ lệ nhân tài trong đó sinh ra cũng so sánh mà nói càng nhiều nhưng nhất lưu vũ lực đặt ở trong quân đã có thể trở thành trung hạ cấp thậm chí là trung cấp quan quân nếu là có thể đạt tới siêu nhất lưu đã có thể trở thành trung thượng lưu quan quân đương nhiên ngươi nếu là có thể tiến thêm một bước đạt tới thiên cấp cảnh giới vậy trong quân thượng tướng liền có ngươi một cái danh ngạch về phần thần tướng đây cũng không phải là rau cải trắng vô luận đặt ở nơi nào đều là có tính toán tồn tại. Hơn nữa, tình huống này vẫn là ở trấn đông quân tình huống, nếu là chạy đi một ít hẻo lánh địa phương, chỉ sợ cái này nhất lưu cảnh giới đã có thể trở thành nhân vật số một. Nhưng hiện tại tùy tiện tới một thổ phỉ liền có nhất lưu cảnh giới, cái này không khỏi để cho vương vũ có chút ngạc nhiên. Hơn nữa, cái này cái gọi là tiết tử mặt thống soái cùng trí lực cũng không tính kém, nhân vật như vậy làm sao có thể chỉ là như vậy một cái vô cùng đơn giản thổ phỉ. Chỉ là, cho dù là như vậy, lấy cái này tiết tử mặt năng lực, cũng không có tư cách để cho hệ thống hạ phát một cái khen thưởng là thần cấp thể triệu hoán nhiệm vụ. Bởi vậy, chuyện tối nay chỉ sợ còn chưa kết thúc, thậm chí còn chưa bắt đầu. Chương 08 Cảnh giới kỹ năng Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Vương Vũ suy đoán không sai, cái này tiết tử mặt cũng không chỉ là một cái vô cùng đơn giản thổ phỉ, hắn đã từng chính là trấn nam quân một cái quan quân. Tuy rằng cũng không tính là đại nhân vật gì, nhưng cũng là có chút quân công, tiền độ cũng có thể miễn cưỡng nói là một mảnh quan minh. Chỉ là, từ xưa hồng nhan nhiều hòa thủy, hắn có một cái đầy đủ xinh đẹp thê tử, nhưng là lấy quyền thế cùng với năng lực của hắn lại không cách nào bảo vệ tốt chính mình cái này xinh đẹp thê tử. Sau đó, thượng quan của hắn coi trọng thê tử của tiết tử mặc hơn nữa tiết tử mặc ngày thường diễn xuất cũng không thể nào chính phái thượng quan này thậm chí cũng không cần vu hãm tiết tử mặc như thế nào đem chuyện hắn đã làm lúc trước điều tra liền trực tiếp định tội cho tiết tử mặc xuống ngục cũng may tiết tử mặc coi như là có mấy thân tín tên mặc sẹo kia mua chuột ngục tốt dùng một tử tù phạm khác đem tiết tử mặc đổi ra ngoài từ đó về sau hai người này liền rối rắm một đám tiểu đệ trải qua cuộc sống vào rừng xanh cướp của. Chỉ là, tiết tử mặt tiêu dao nhiều năm rốt cục vào hôm nay đụng phải một cái đinh cứng. Chó chết, lão tử hôm nay không thể không làm thịt ngươi. Cảm thụ được miệng vết thương nóng bỏng đau đớn cảm giác, dẫn đầu đại ca, cũng chính là tiết tử mặt trong lòng lửa giận bốc lên, một tay đại đao vũ đến càng là ngông cuồng. Ba người ngươi tới ta đi vẹn vẹn chỉ giao thủ mấy chiêu, nhưng sau lưng tiết tử mặc dĩ nhiên bị triệu vân đâm trúng một thương mà hán tử mặc sẹo kia thì từ một phương hướng khác vung đao chém về phía triệu tử long hai người cùng nhau giáp công trái phải muốn tập hợp lực lượng hai người cùng nhau chém giết triệu tử long đinh tiết tử mặc vũ binh kỹ năng phát động võ binh nhất lưu võ tướng đặc biệt có kỹ năng sau khi phát động vũ lực tạm thời thì một đối với người có kỹ năng không cảnh giới có thể tạo thành một điểm vũ lực áp chế, có thể tiến giai làm võ tướng. Tiết tử mặt cơ sở vũ lực 88, vũ binh kỹ năng V1, trước mắt vũ lực tăng lên tới 89. Võ binh loại kỹ năng này có thể xem là một cái cảnh giới kỹ năng, chỉ cần cảnh giới đạt tới liền có thể lĩnh ngộ. Tương ứng còn có võ tướng, võ vương, vũ thần, phân biệt đối ứng với ba cấp bậc siêu nhất lưu, thiên cấp và thần tướng. Trong đó, Muốn trở thành một cái chân chính thần tướng, không chỉ cần cơ sở vũ lực đạt tới 105 điểm, càng cần lĩnh ngộ vũ thần kỹ năng. Bằng không, hắn dựa vào cái gì có thể được xưng là thần tướng? Có thể nói, mỗi một thần tướng, cái này võ thần kỹ năng đều là thông dụng kỹ năng. Mà với thực lực siêu nhất lưu hiện tại của Vương Vũ, lĩnh ngộ chính là võ tướng kỹ năng thông dụng siêu nhất lưu. Đương nhiên cũng không phải nói tuyệt đối phải đạt tới cảnh giới mới có thể lĩnh ngộ loại kỹ năng này. Nếu là thiên phú dị bẩm giả, cũng có nhất định khả năng có thể sớm lĩnh ngộ cảnh giới tiếp theo kỹ năng. Hoặc là nói, nếu là thiên phú ngu dốt người, tỉ như nói loại này thông qua cắn thuốc tiến vào đến nhất lưu cảnh giới người, chính mình bản thân không hề tích lũy, thậm chí ngay cả loại này cơ sở kỹ năng đều không cách nào lĩnh ngộ được. Có vài phần bản lĩnh, bất quá, chỉ bằng một điểm này còn xa mới đủ tiện tay một thương điểm ra đại đao tiết tử mặt cùng mặt sẹo chém tới trong ánh mắt triệu vân càng thêm vài phần lãnh liệt hai người này tuy rằng coi như là có chút bản lĩnh nhưng ở trong mắt triệu vân còn chưa đủ nhìn nếu hắn thật sự nghiêm túc giải quyết hai người này cũng không khó đinh triệu vân võ tướng phát động kỹ năng võ tướng võ tướng siêu nhất lưu đặc biệt có kỹ năng sau khi phát động vũ lực tạm thời hai đối với người sở hữu kỹ năng vũ binh có thể tạo thành một điểm áp chế vũ lực, đối với người sở hữu kỹ năng vô cảnh giới có thể tạo thành hai điểm áp chế vũ lực, có thể tiến giai làm võ vương. Triệu vân cơ sở vũ lực 97, võ tướng kỹ năng 2, chiếu dạ ngọc sư tử 1, lượng ngân long đảm thương 1, hiện tại vũ lực tăng lên tới 101. Đinh, chịu ảnh hưởng của kỹ năng võ tướng triệu vân, tiết tử mặt vũ lực. một, Trước mắt vũ lực giảm xuống còn 88 tiết tử mặt vận khí cũng không được tốt lắm, thật vất vả bộc phát ra một kỹ năng, nhưng kết quả lại bị Triệu Vân trong kỹ năng một cái vô cùng đơn giản áp chế cho áp chế trở về nguyên điểm. Đinh, chịu ảnh hưởng của kỹ năng võ tướng Triệu Vân, vũ lực mặt sẹo 2, hiện tại vũ lực giảm xuống 77. Hệ thống, Triệu Vân hay không còn có cái khác kỹ năng, phía trước nhiệm vụ khen thưởng chính là kỹ năng, mà Vương Vũ bản thân đã có một cái võ tướng kỹ năng. Bởi vậy, vương vũ đã nhạy bén phán đoán ra mỗi người chỉ sợ có thể có không chỉ một cái kỹ năng như thế mới có câu hỏi hiện tại của vương vũ đinh ký chủ kỹ năng chưa bộc phát hệ thống không thể kiểm tra kỹ năng cụ thể vả lại có chút kỹ năng sẽ theo không ngừng ma luyện mà tiến hành hậu thiên thức tỉnh bách điểu triều phượng vô tình lại tiếp tục dây dưa triệu vân quyết đoán mở rộng trong nháy mắt thương ảnh đầy trời thoáng hiện mà dấu vết xẹt qua vô số thương ảnh này lại giống như hợp thành một con phượng hoàng, trong vẻ đẹp cũng tản ra sát khí vô tận. Phượng hoàng hoa mỹ xẹt qua khuôn mặt trần ba thực lực yếu kém một chút, đợi đến khi hư ảnh phượng hoàng biến mất, đôi mắt trần ba đã trống rỗng, dĩ nhiên là bị một chiêu này của triệu vân cướp đoạt toàn bộ sinh cơ. Tiết tử mặt bi phẫn kêu lên, nhưng thân thể cũng rất thành thật, biết dưới tình huống hoàn toàn không có phần thắng, dù muốn lui về phía sau, sau đó lại nghĩ biện pháp chạy trốn. Chỉ là, Triệu Vân cưỡi chiến mã sao có thể để cho hắn dễ dàng chạy trốn. Bóng thương lần nữa lóe lên, tiết tử mặt vẫn duy trì tư thế chạy trốn, nhưng bản thân hắn đã không còn hơi thở. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh dưới trướng Triệu Vân chém giết tiết tử mặt, thu hoạch triệu hoán điểm 8 điểm, chém giết trần mặt sẹo, thu hoạch được triệu hoán điểm 7 điểm, tổng cộng thu hoạch được triệu hoán điểm 15 điểm, trước mắt tổng cộng có được triệu hoán điểm 115 điểm. Đồng lão, thỉnh cầu đồng lão nói cho tử long tiếp tục tăng cường cảnh giác không thể có lầm từ khi triệu vân rời khỏi đại trướng trong trướng bao gồm vương vũ cũng chỉ còn lại có ba người công tử yên tâm đồng uyên còn chưa nói xong nhưng dị biến lại nổi lên hưu 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 hư. vô số mũi tên bắn ra hắc kỵ vừa mới trải qua một hồi đại chiến về sau đều còn không có phản ứng kịp cũng đã có hơn 10 người chết ở dưới mưa tên này mà theo mưa tên xuất hiện, ước chừng 300 giáp sĩ mặc thiết giáp cũng đập vào mắt mọi người. 300 giáp sĩ một bên sắp xếp đội hình chỉnh tề đi tới, một bên không ngừng cài nỏ trong động thủ. Cùng những thổ phỉ vừa rồi rõ ràng là đám ô hợp không thành, 300 người này vừa nhìn chính là quân chính quy được huấn luyện nghiêm chỉnh. Nhanh, phòng hộ. Triệu Vân một bên đem mấy mũi tên đánh bay ra ngoài, một bên kinh giận hướng về hắc kỵ còn lại ra lệnh bộ phận hắc kỳ này không hổ là tinh nhuệ của trấn đông quân sau khi bị tập kích đã kịp phản ứng hỏa tốc nhảy xuống ngựa đều tự tìm kiếm đồ vật tiến hành phòng hộ sau đó cầm nỏ đánh trả tuy rằng cưỡi trên chiến mã mới là trạng thái mạnh nhất của hắc kỳ nhưng đồng dạng mục tiêu của chiến mã thật sự là quá lớn lấy bọn họ hiện tại còn lại những người này còn không đợi tới vọt tới trước mặt đối phương liền đều phải chết ở xung phong trên đường chương không chính. Tông Sư ra sân. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Trọng nỏ. Vương Vũ nhìn tình huống ngoài trướng, thần sắc không khỏi ngưng trọng vài phần. Thiên khải đại lục không nói võ giả khắp nơi đều có, nhưng cũng là một bộ phận cấu thành rất trọng yếu. Bởi vậy, đối với binh khí quản lý cũng không phải nghiêm ngặt như vậy. Là một tên võ giả, người coi như là mang theo đau thương kiếm kích ở trong thành nghênh ngang đi tới đi lui cũng không sao. Nhưng là, đây chỉ là nhằm vào đau thương kiếm kích loại này thường thấy binh khí cung nỏ nhưng là quản chế phẩm một trong chớ nói chi là trọng nỏ ngay cả một trăm hắc kỵ bên người vương vũ này phối trí trên người đều là phổ biến nỏ cơ mà không phải trọng nỏ có thể làm được nhiều nỏ như vậy có thể điều phối một chi quân chính quy tinh nhuệ như vậy đủ có thể thấy được thủ đoạn của người sau lưng vào giờ khắc này vương vũ đối với người đứng sau màn càng thêm tò mò hơn nữa không chỉ là nỏ nặng còn có thiết giáp liền một thân trang bị này cũng không phải quân đội bình thường có thể có mà đội người này xuất hiện cũng làm cho vương vũ đã có thể đại khái xác định lúc này đầy ám sát cũng không phải đến từ trong gia tộc hắn hiện tại là ở hà bắc đạo bên trong mà không phải ở yến bắc đạo bên trong ở hà bắc đạo bên trong vẫn có loại năng lượng này mặc dù là ở trong gia tộc của hắn cũng không có bao nhiêu người mà những người này cho dù là vương vũ thật sự bị ám sát mất đối với bọn họ mà nói cũng không có cái gì lợi ích đáng nói gia chủ vị trí cũng không tới phiên bọn họ đến kế thừa nếu là giết chết vương vũ mà nói đối với bọn hắn mà nói không có lợi ích như vậy bọn hắn tự nhiên sẽ không mạo hiểm đến làm loại chuyện này dù sao làm ra loại chuyện này nếu là một cái không tốt để lộ phong thanh không chỉ có là hắn một người ở trong gia tộc bọn họ một mạch người đều sẽ bị liên lụy căn cứ vương vũ suy đoán, nếu không phải đến từ trong gia tộc, cũng không có khả năng là đến từ ngoại tộc, vậy kế tiếp cũng chỉ có thể là mục tiêu lần này trong kinh đô một vị đại lão. Chỉ là, ngay cả vương vũ chính mình cũng không rõ ràng lắm, hắn như thế nào sẽ trêu chọc đến nhân vật như thế, hoặc là nói đây là nhằm vào chính là gia tộc của hắn. Trong 300 giáp sĩ này, một người cầm đầu cưỡi một con chiến mã thần tuấn, trên người loáng thoáng tản ra hồng mang màu đỏ nhạt. Đây là biểu hiện huyết nhục khí của võ giả đạt tới trình độ nhất định mới có thể sinh ra, mà hồng mang màu đỏ nhạt này vừa ra, tu vi nội công của người trước mắt không rõ ràng lắm, nhưng tu vi ngoại công lại tuyệt đối đạt tới trình độ thiên cấp. Nếu là hồng mang trên người một võ giả hoàn toàn chuyển biến thành màu đỏ như máu, lại có thể trải rộng toàn thân, vậy đại biểu viên võ giả này đã đến cảnh giới thần cấp. Lúc này, lúc giao chiến liền có thể chủ động đem những hồng mang này bao trùm ở trên vũ khí do đó khiến cho mỗi một chiêu, mỗi một thức đều lực sát thương tăng nhiều. Đồng lão, chỉ bằng tử long một người chỉ sợ không phải người này đối thủ, nhìn người này, vương vũ hướng đồng uyên mở miệng nói. Công tử, liền để lão phu ra tay hội ngộ người này là được. Đồng uyên ông quyền hành lễ, tay cầm trường thương liền ra ngoài trướng lớn. Triệu Vân dù sao cũng là đồ đệ của hắn, đối với an nguy của Triệu Vân, đồng uyên so với Vương Vũ càng thêm sốt ruột. Hệ thống, xem xét thuộc tính của người này. Đinh, Trịnh Trấn. Thống soái 62, vũ lực 101, trí lực 58, chính trị 52, mị lực 60. Thú vị, xem ra tối nay món chính rốt cục bắt đầu rồi. Vương Vũ nhìn tình hình bên ngoài trướng lớn, có chút khí ngược nói. Có Triệu Vân và Đồng Uyên ở đây, chỉ dựa vào sự tồn tại của một thiên cấp sơ cấp này còn không lật nổi sóng to gì. Tuy rằng tới một cao thủ cấp bậc thiên cấp nhưng vương vũ cũng sẽ không ngây thơ cho rằng sự tình đến đây là kết thúc. Thiên cấp cấp bậc cao thủ, hơn nữa còn không phải thiên cấp đỉnh phong, đồng dạng không đáng giá một tấm thần cấp nhân vật triệu hoán thẻ khen thưởng. Mà trong khoảng thời gian này, song phương bên ngoài trướng lớn đã bắt đầu vật lộn kịch liệt. Đồng Nguyên chủ động nên đón một cái này đột nhiên xuất hiện thiên cấp võ tướng, mà Triệu Vân thì là dẫn dắt còn lại hắc kỵ đến đối phó những kia tới tập kích bọn họ binh lính tương lai của triệu vân có lẽ có thể vượt qua tên võ tướng thiên cấp đột nhiên xuất hiện này nhưng hiện tại triệu vân dù sao tuổi còn trẻ còn không thể đối mặt với cao thủ như thế cho dù là tu vi trung kỳ của đồng uyên tông sư trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể bắt được người này sưu 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 song phương đang đánh nhau kịch liệt thì ba bóng đen đột nhiên xuất hiện muốn trực tiếp xông vào trong trướng của vương vũ ngay khi ba thân ảnh này xuất hiện đồng uyên đã phát giác ra trong ba người này, khí tức của bất kỳ người nào cũng không ở dưới hắn, thậm chí có khí tức của một người, còn ở trên hắn. Nói cách khác, này đột nhiên xuất hiện ba người, trong đó hai người cùng đồng uyên giống nhau là tông sư trung kỳ tồn tại, mà còn lại người kia, thực lực thậm chí còn ở tông sư trung kỳ trên, chỉ là không biết đến tột cùng là tông sư hậu kỳ hay là tông sư đỉnh phong. Sau khi phát hiện ra điều này, đồng uyên vừa sợ hãi vừa muốn tiến lên ngăn cản. Dù sao, Giờ phút này vương vũ trong trướng mặc dù còn có một người, nhưng người nọ ở đồng uyên trong cảm giác chỉ là một người bình thường. Nói cách khác, lúc này bên người vương vũ không còn nửa phần lực lượng phòng ngữ. Chỉ là, đồng uyên coi như là muốn thoát thân, liều mạng đi ngăn cản ba người kia, cho vương vũ tranh thủ chạy trốn cơ hội, nhưng cùng hắn giao chiến tên thiên cấp võ tướng trịnh trấn kia thật sự là dây dưa quá chặt. Đồng uyên mặc dù không kịp ngăn lại ba người này, nhưng đồng dạng có một đạo bóng đen, nhưng là trực tiếp chắn ở cửa trướng lớn. Tìm thư uyển www chấm com các ngươi người phương nào, dám tập kích trấn đông tướng quân con trai đạo này đột nhiên xuất hiện bóng đen ước chừng 40 tuổi xuất đầu, một người ngăn ở ba người trước mặt, trong lòng cảnh giác đồng thời, càng là chủ động mở miệng lớn tiếng nói. Đinh, Trần Tử Thư, Thống soái 48, Vũ Lực, Tông Sư Hậu Kỳ, Trí Lực 62, Chính Trị 58, Mỹ Lực 65. Trần Tử Lễ, Thống Soái 52, Vũ Lực, Tông Sư Trung Kỳ, Trí Lực 60, Chính Trị 60, Mỹ Lực 72. Trần Tử Nghĩa, Thống Soái 50, Vũ Lực, Tông Sư Trung Kỳ, Trí Lực 60, Chính Trị 52, Mỹ Lực 78. Vương Thông, Thống Soái 78, Vũ Lực, Tông Sư Trung Kỳ, Trí Lực 65, Chính Trị 62, Mỹ Lực 72. Hệ thống tự hồ là học ngoan một ít, còn không có đợi được vương vũ chủ động hỏi liền đã chủ động hướng vương vũ báo cáo mấy người này thuộc tính tình huống đối với sự xuất hiện của vương thông vương vũ cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn tuy rằng còn chưa chính thức xác lập qua nhưng kỳ thật hắn đã cơ hồ được nội định là gia chủ đời sau hôm nay hắn ra ngoài trong gia tộc tự nhiên sẽ không loại trừ cao thủ đến âm thầm bảo vệ thậm chí đừng nói là hắn xuất môn ở bên ngoài mặc dù là hắn ở trấn đông thành bên trong lúc Ngoài trừ những cái kia bên ngoài hộ vệ bên ngoài, âm thầm vẫn có những người khác hộ vệ ở chung quanh. Lão gia hỏa, nếu ngươi dám cản đường của chúng ta, vậy chúng ta huynh đệ ba người liền chỉ có thể đem ngươi cùng nhau giết, hoàn tuyền trên đường cũng có thể cùng ngươi bảo vệ cái kia thằng nhãi con cùng nhau làm bạn. Ba người bọn họ có thể tu thành tông sư, tự nhiên sẽ không ngu xuẩn đến mức trước đó ngay cả tin tức của đối phương cũng không nghe ngóng rõ ràng liền đến ám sát đối phương. Tuy rằng Trấn Đông Tướng Quân phủ cái tên này rất dọa người, bọn họ nơi này ba người quả thật không thể trêu vào Trấn Đông Tướng Quân, nhưng để cho bọn họ ra tay người nọ bọn họ càng thêm không thể trêu vào. Chương 10. Vô thượng tông sư. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Vương Thông hiện tại rất buồn khổ, hắn bất quá chỉ là một cái tông sư trung kỳ, nhưng phải đối mặt một cái tông sư hậu kỳ lại thêm hai cái tông sư trung kỳ. Phỏng chừng kế tiếp nếu là đánh nhau hắn căn bản chống đỡ không được bao lâu chỉ là hắn hiện tại cho dù muốn chạy nhưng là cũng không dám chạy nếu hắn chạy mà để cho vương vũ chết ở chỗ này vậy hắn nhất mạch người đều phải xong rồi dù sao hắn nhất mạch này cũng vẽn vẹn chỉ là một nhánh phụ hệ mà thôi phụ thân vương vũ vương thường được xưng nho soái ngày thường một bộ bình dị gần gũi nhưng người thật sự bị bộ dáng này của hắn lừa gạt thật đúng là thành đại ngốc tử Lúc trước vương thường dù nói thế nào cũng là võ đạo thiên phú không hiện, mà hắn thống binh năng lực càng là tại lên làm gia chủ sau đó mới bắt đầu thể hiện ra. Sở dĩ lúc trước vương thường có thể leo lên vị trí gia chủ, ngoại trừ hắn cưới một lão bà tốt ra, càng nhiều chính là bởi vì thủ đoạn của bản thân vương thường. Lúc trước vương thường huynh đệ tổng cộng có 5 người, nhưng có hai người tráng niên mất sớm, đến nay nguyên nhân tử vong không rõ. Ta đến vì công tử ngăn trở ba người này, kính xin công tử nhanh chóng rời đi. Biết hôm nay chỉ sợ là không thể thiện, vương thông cũng chỉ có thể đánh cực tính mạng, giúp vương vũ tranh thủ một chút cơ hội chạy trốn. Tộc thúc chớ vội, hôm nay vũ coi như là muốn đi, ba vị tông sư chỉ sợ cũng không đồng ý đi. Phía sau vương vũ, còn có một người, chỉ bất quá người này trong cảm giác của người ở đây, chẳng qua là một người bình thường, bởi vậy cũng không có khiến cho mọi người chú ý. Trần tử lễ ha ha cười nói, tiểu tử ngươi tự mình tự vẫn đi, cũng đỡ cho ba huynh để chúng ta đồng thủ rồi. Ba vị tông sư muốn vũ tự vẫn cũng không phải là không thể, chỉ là, không biết việc này đến tột cùng là ai ra tay với vũ, mong rằng ba vị tông sư có thể làm cho vũ chết cho rõ ràng. Muốn trách thì trách tiểu tử ngươi chọc vào. Nhị đệ Còn không đợi Trần Tử Lễ nói xong, lớn tuổi hơn một chút Trần Tử Thư cũng đã dẫn đầu một bước ngăn lại Trần Tử Lễ nói tiếp. Đáng tiếc, vương vũ thầm than một tiếng thiếu chút nữa là có thể nói ra lưu một người sống vương vũ lạnh lùng nói nếu không nói ra lời vậy chỉ có thể nghiêm hình tra tấn cho tốt sau khi vương vũ nói xong người phía sau nhẹ nhàng tiến về phía trước một bước rất kỳ quái người này vừa mới đứng ở phía sau vương vũ lúc thật sự tự tự như một cái bình thường nhất bất quá người bình thường bình thường ở trong tràng ai cũng không có chú ý qua hắn mặc dù là trước đó cùng hắn một mực ở trong doanh trướng Đồng Uyên cũng không có quá mức chú ý. Nhưng khi hắn bước ra một bước, hắn lại tự như biến thành tiêu điểm duy nhất trong thiên hạ, đem ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn tới. Ngươi là người phương nào? Lại một lần nữa tinh tế cảm giác một phen, vẫn cảm giác đối phương vẻn vẹn chỉ là một người bình thường, trên người không có nửa phần nội lực dao động. Nhưng chẳng biết vì sao, Trần Tử Thư lại cảm giác có đại khủng bố đứng ở trước mặt mình lưu một người sống, vậy thì lưu người tốt rồi, trong lời nói không mang theo chút tình cảm, nói chuyện đồng thời đưa tay về phía trước chọc lấy. Trần Tử Thư trong lòng cái kia dự cảm không tốt càng mãnh liệt, một quyền liền muốn hướng về phía trước quanh kích mà ra, nhưng lúc này một cổ khí tức khủng bố đến cực hạn lại đột nhiên bao phủ ở trong lòng mỗi một người ở đây. Vô luận là ba huynh để Trần Tử Thư đối mặt với người này, hay là đám người đồng uyên và trịnh trấn đang giao chiến, đều không thể tin nhìn về phía thân ảnh kia. Một cổ khí tức khủng bố đến cực hạn này đột nhiên xuất hiện, khiến động tác ra quyền của Trần Tử sách bị đình trệ. Ngay tại Trần Tử Thư kịp phản ứng sau một khắc, một cái trắng nõn bàn tay to đã rơi xuống Trần Tử Thư trên cổ. Tiện tay liền phong bế Trần Tử Thư quanh thân nội lực, ném cho ở một bên vẫn không có phản ứng kịp vương thông, người này lại đem tầm mắt chuyển dời đến Trần Tử Lễ cùng Trần Tử Nghĩa trên người. Theo bản năng mà tiếp được bị ném tới Trần Tử Thư thân thể, Vương Thông lúc này mới bừng tỉnh lại, trận mắt khá hốc mồm nói, nơi này cư nhiên còn tồn tại như vậy một tôn đại thần. Sớm biết vậy, nơi này còn có một vị đại thần như vậy, hắn vừa rồi còn hoảng cái gì chứ? Lệnh Đông Lai, Thống Soái 38, Vũ Lực, Thiên Nhân Hậu Kỳ, Trí Lực 88, Chính Trị 52, Mị Lực 96. Đặt tùy tùng bên cạnh ký chủ thân phận ký chủ 10 tuổi lúc trộm lấy gia tộc chí bảo cứu hạ bởi vì luyện công mà tẩu hỏa nhập ma lệnh đông lai, lệnh đông lai vì cảm động và nhớ ơn ký chủ chi ân, lại nhớ đến chính mình đưa mắt không quen, cả đời cô độc, cố hóa thành ký chủ tùy tùng mà âm thầm bảo vệ ký chủ. Tuy rằng lúc ấy sau khi nhìn thấy thân phận này, vương vũ cảm giác vô cùng vô nghĩa. Một đại cao thủ thiên nhân hậu kỳ lại hạ mình làm tùy tùng của người khác. Nhưng có thể triệu hoán được một vị đại cao thủ như vậy, Vương Vũ có thể nói là tâm hoa nổ phóng, có tiềm năng phúc lợi tồn tại. Vương Vũ mười lần trước vô luận triệu hoán đến ai đều là tử trung. Cái này cũng đại biểu, Vương Vũ có một vị cao thủ tử trung thiên nhân hậu kỳ. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến Vương Vũ không hề lo lắng về vụ ám sát lần này. Có một thiên nhân hậu kỳ cao thủ làm bảo tiêu, chỉ cần hắn không tìm đường chết, vậy cơ hồ là không có vấn đề gì. Trốn. Trong đầu mọi người ở đây đồng thời thoáng hiện ra một chữ như vậy. Tìm thư uyển www chấm com chỉ là, nếu thực lực hai bên chênh lệch không nhiều lắm, còn có thể tìm được cơ hội đào tẩu. Nhưng hôm nay kém như vậy một cái chỉnh đại cảnh giới còn muốn nhiều chênh lệch, Trần Tử Lễ cùng Trần Tử Nghĩa lại làm sao có thể đào tẩu. Về phần trịnh trấn, lúc trước hắn vẫn dây dưa với Đồng Uyên, không cho Đồng Uyên đi cứu Vương Vũ nhưng tình huống bây giờ lại biến thành đồng uyên dây dư trịnh trấn, không cho trịnh trấn cơ hội chạy trốn. Phanh Vô thượng tông sư lệnh đông lai tiện tay một chưởng quét về phía trước, cho dù là Trần Tử Lễ cùng Trần Tử Nghĩa hai vị tông sư trung kỳ cao thủ này liên thủ cũng không thể chân chính tiếp được một chưởng này. Dưới một chưởng, hai người tất cả đều kêu thảm thiết học máu bay ngược ra. Nhẹ nhàng nâng cánh tay trái, làm cho ngón tay đông lai gặp lại, hóa thành hình móng vuốt hai thanh chiến đao ngoài mười thước rơi xuống đất cũng theo đó mà động lệnh đông lai vung một tay lên hai thanh chiến đao này bay về phía trần tử lễ và trần tử nghĩa ngoại công đến thiên cấp cảnh giới bên ngoài khí huyết thấu thể mà ra hình thành huyết mang mà nội công đến tương ứng tông sư cảnh giới sau đó võ giả liền có thể làm được nội lực phóng ra ngoài mà theo tu vi không ngừng lên cao khoảng cách nội lực phóng ra ngoài cũng sẽ làm ra thay đổi tương ứng trong lúc lệnh đông lai điều khiển nội lực hai thanh chiến đao bình thường như các thấu hư không, lập tức tới. Học máu ngã xuống đất Trần Tử Lễ cùng Trần Tử Nghĩa hai người mới vừa mới mạnh mẽ chống đỡ từ trên mặt đất đứng lên, nhưng là này hai thanh chiến đao đã đâm thủng thân thể của bọn họ. Trần Tử Lễ cùng Trần Tử Nghĩa hai người không cam lòng tin nhìn đâm thủng thân thể chiến đao, bọn họ nhưng là tông sư nha, lấy tu vi của bọn họ, mặc dù là ở trong kinh đô đều sẽ được những người khác lễ ngộ. Hôm nay, cứ như vậy chết ở trong mảnh hoang dã này, bọn họ thật sự là không cam lòng a. À.